Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin phòng chi bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin được chia sẻ về chủ đề bệnh nấm phổi và nấm diều. Thứ nhất về nguyên nhân gây bệnh là do nấm Aspergillus fumigatus và Aspergillus ravus gây ra. Còn về nấm diều là do men Candida apergen gây ra. Hầu hết tất cả các loài gia cầm đều nhiễm bệnh, nhưng loài vịt và ngỗng là lại nhạy cảm nhất. Sau đó gà tây và chim cút, thường gia cầm non nhạy cảm hơn gia cầm trưởng thành. Bệnh thường xảy ra ở giai đoạn dưới 2 tuần tuổi, nhưng cũng có thể xảy ra gia cầm lớn. Đường truyền lây bệnh ở nấm phổi thì lây theo đường thở. Bệnh nấm không lây từ gia cầm bệnh sang gia cầm khỏe. Đường truyền lây bệnh nấm diều thì lây qua đường tiêu hóa, từ thức ăn, nước uống bị nhiễm nấm hoặc do nấm có sẵn trong cơ thể gặp sức đề kháng suy giảm, nấm phát triển và gây bệnh, tỷ lệ chết lên đến 50-80%. Về triệu chứng nấm phổi thì vịt có thở hổn hển, thở gấp, vươn dài cổ và há miệng khi thở, giảm ăn uống nhiều nước, thân nhiệt tăng và tiêu chảy, phân màu hơi xanh dính vào hậu môn, giảm đẻ hoặc ngưng đẻ, có triệu chứng thần kinh, quay vòng, bại chân và vịt không bơi được, khô chân, khô mỏ bên trong khoang mũi, có những nốt nấm màu trắng đục. Về triệu chứng nấm diều thì giảm ăn, xù lông, chậm lớn, tiêu chảy phân sống, trong miệng có lớp màng bám màu trắng, thực quản có thể bị loét. Về thể bệnh tích thì ở bệnh nấm phổi thì có nhiều hạt nấm tập trung chủ yếu vào phổi, khí quản, túi khí, đôi khi có thấy ở đường tiêu hóa. Ở bệnh nấm diều thì thể bệnh tích thì tập trung ở miệng, thực quản, các mảng xám nhạt dính chặt vào bên trong, có khi có cả vết loét trong diều, có nhiều nốt màu trắng chứa nước nhầy và mùi hôi chua. Về biện pháp phòng bệnh thì chúng ta phải thực hiện tốt biện pháp phòng và trị bệnh để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, luôn đảm bảo về môi trường chăn nuôi sạch sẽ, không ẩm ướt, chất lượng chất độn chuồng sạch, không ẩm mốc, được phun sun phát đồng để sát trùng, nguồn nguyên liệu thức ăn có phẩm chất, không mốc và không sử dụng thức ăn cũ hoặc thức ăn lâu ngày. Và chúng ta có thể sử dụng dung dịch sát trùng iodin sử dụng định kỳ hàng tuần để có thể loại bỏ môi trường sống của các mầm bệnh. Khi bệnh xảy ra, chúng ta cần thực hiện các biện pháp xử lý như sau: sử dụng các loại sản phẩm như là Glaxin 1g cho 2-3 lít nước uống, kết hợp cho uống thêm một số loại kháng sinh tổng hợp như là TD Tiloxilin hoặc Floxin 200, uống liên tục từ 5-7 ngày. Có thể kèm theo bổ sung giải độc gan thận và một số loại vitamin tổng hợp như Multivita để nâng cao sức đề kháng. Đây là phần chia sẻ của mình về bệnh nấm phổi và nấm diều thì trên gia cầm. Hy vọng là những thông tin trên sẽ giúp ích cho bà con trong quá trình chăn nuôi, phòng và điều trị bệnh hiệu quả nhất và tối ưu nhất. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin phòng chi bệnh vật nuôi của công ty cổ phần Eco Nam Dũng. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị truy cập website econamdung.com.vn hoặc liên hệ hotline 0901 88 2018. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.